Trao tặng danh hiệu nghệ sĩ sân khấu âm nhạc. Những gương mặt nghệ sĩ tài năng được vinh danh nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần này thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, múa, phát thanh, truyền hình, sân khấu. Tỉnh Hưng Yên vinh dự có nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Xanh, nguyên giám đốc nhà hát chèo Hưng Yên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, và hai cá nhân Phạm Thanh Quang, Nguyễn Tiến Tùng đã công tác tại nhà hát chèo Hưng Yên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ nhân dân Xuân Xanh với 42 năm công tác đã đạt 12 huy chương bạc và vàng tại các cuộc liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Với 25 năm công tác, nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Quang đã được nhận 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tiến Tùng công tác 18 năm và đạt được 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tôi rất vinh dự được nhà nước, được chủ tịch nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đây cũng là một cái niềm vinh dự cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi, bản thân tôi cũng là một sự nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình công tác. Cho đến ngày hôm nay thì cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân được chủ tịch nước trao cho tôi cũng là một cái quá trình phấn đấu và cũng đầy tự hào của cá nhân tôi. Lần đầu tiên thì rất là vinh dự và tự hào là người con của Hưng Yên, với khả năng cống hiến và cái sự nghiệp em đã theo đuổi và ngày hôm nay thì cũng đã trở thành hiện thực. Rất vinh dự cho nhà hát chèo tỉnh Hưng Yên có 3 nghệ sĩ là được phong tặng, thì trong những cái năm qua đó là cái sự phấn đấu là không ngừng mệt mỏi của các cái đồng chí là diễn viên của nhà hát đã có những cái cống hiến và cái tài năng và đã được khẳng định được các cái cuộc thi và đã đạt được các huy chương, và đến ngày hôm nay thì đã được là ghi nhận được cái thành quả là được Đảng và nhà nước được phong tặng cái nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân. Ngoài các huy chương tại các cuộc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ còn đạt nhiều danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.